Dạ vâng ạ, em Thuận tư vấn bán hàng cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị quý khách. Hôm nay thì cập nhật cái giá là mới nhất gửi đến quý anh chị quý khách. Đây là chiếc Audi Q8 bản 55 TSFI đang được bày bán tại salon ô tô Tuấn Kiệt, màu đen, nội thất nâu, sản xuất năm 2020, tên tư nhân, biển tỉnh, một chủ từ đầu, lăn bánh 2 vạn cây số. Hiện tại thì chiếc SUV Lifeway Coupe này đang được Tuấn Kiệt Auto bán và giao dịch đến quý anh chị quý khách hàng với mức giá hơn 3 tỷ đồng. Đó, quý anh chị quý khách hàng yêu mẫu xe thể thao này thì liên hệ với bên em nhé. Chiếc này là chiếc Lexus GX460, biển rất tươi luôn. Đó. Chiếc này sản xuất năm 2009, đã nâng form ngoại thất của chiếc 460 2021 và nội thất là 4 ghế thương gia. Đấy. Tiền độ hơn 800 triệu đồng và hiện tại đang được bán với mức giá có 1 tỷ mấy thôi. Chiếc này bên em vừa mới đăng kiểm xong nhá, và hỗ trợ đăng kiểm trọn đời cho quý anh chị quý khách hàng. Lăn bánh có 5 vạn cây 5 vạn mai, khoảng 8 vạn km. Rất đẹp luôn quý anh chị quý nhà. Toyota Sienna sản xuất năm 2013. Và cái bản này chỉ được xuất cho thị trường Mỹ thôi nhá, Việt Nam không có thương mại. Lăn bánh có 7 vạn zin, 7 vạn km zin. Đó. Chiếc này đăng kiểm 8 chỗ, màu đen, nội thất nâu. Đang bán hơn 1 tỷ quý anh chị quý nhà. Đây là chiếc 570. Chiếc 570 phiên bản 8 chỗ, bản Sport Plus ấy, nhập khẩu Trung Đông với quý anh chị quý nhà ạ. Là phiên bản 8 chỗ có phanh khoảng cách, cảnh báo chạy làn, là cái bản cao cấp nhất của thời điểm năm 2016. Chiếc này sản xuất năm 2016 nhá. Chiếc này loanh quanh 5 tỷ em bán đấy. Musan. Lăn bánh ở Hà Nội này, Musan mà sản xuất năm 2019 như chiếc xe này thì rất hiếm nhá. Rất hiếm. Thị trường Việt Nam năm đó chỉ về được một vài con thôi. Và đây là trong một trong những số ít và một trong những đơn đặt hàng cuối cùng của Bentley. Chiếc này lăn bánh 8.000 cây, Musan Limited, màu đen, nội thất nâu, giá 27 tỷ 900. Còn bác nào mà đam mê off-road thì chiếc Wrangler của Mỹ nhá. Đấy, Jeep Wrangler. Bản này là bản Sahara và chiếc duy nhất tại Việt Nam có mui mềm nhá. Mui bạt, mui mềm bên trên có thể mở được. Chiếc này sản xuất 2020. Lăn bánh 2,1 vạn km. Có đầy đủ cam trước cam sau, tháo mui tháo cánh cửa thoải mái. Chiếc này đang bán 2,8 tỷ. 570 MBS form mới. Cái form mới của MBS nhá, mọi người lưu ý này. Lipo giả lưới này và body là hai màu và hai mảnh riêng biệt. Ngoài ra thì có mang cá phía trước và đằng sau là cũng có họa tiết vảy rồng nhá. Chiếc này đang bán hơn 8 tỷ cho chiếc 570 phiên bản MBS sản xuất năm 2020, model của 2021. Còn Maybach này, Maybach xịn, Maybach fake nhá. Đó, Maybach xịn đây. Chiếc này sản xuất năm 2017, đây là bản Maybach S450. Đó. Màu trắng nội thất kem, lăn bánh 5 vạn cây số. Chiếc này tên tư nhân, biển Hà Nội. Giá giao dịch hiện tại là đang có hơn 4 tỷ xíu thôi. Hai chiếc S-Class, hai chiếc này bán rồi nhá. Porsche Cayenne. Chiếc này thì thị trường không nhiều. Đây là chiếc Cayenne bản Platinum Edition. Có màu đen ánh kim này, đèn bi này, ghế hai màu này, có logo tựa đầu và cửa trời, cốp điện. Đó. Ngoài ra thì bậc lên xuống cứng này. Đó. La răng lớn 20 inch nhá, la răng lớn 20 inch luôn. Chiếc này thì option sẽ nhiều hơn so với bản Cayenne thường. Đấy, rất nhiều luôn. Máy ngày xưa thì vẫn là máy 3.6 quý anh chị quý nhà ạ, máy V6 3.6. Chiếc này em bây giờ em bán còn tỷ mấy thôi. Đấy. Tầm giờ năm ngoái em bán 2 tỷ 7. Còn bây giờ em bán có tỷ mấy rồi quý anh chị quý nhà nhá. Rất là đáng để sở hữu. Lăn bánh 7 vạn km zin.
cũng là cây EM nhưng là form mới quý anh chị quý nhà ạ. Form mới thì nó sẽ có đèn LED mã trích nhá, và đằng sau ấy, đằng sau nó sẽ là đèn hậu liền và có dải đèn phanh liền rất đẹp luôn. Chiếc này sản xuất năm 2018, đầy lăn bánh thời điểm đấy. Chiếc này option 1,5 tỷ, lăn bánh thời điểm đấy thì mọi người phải chi ra chừng hơn 7 tỷ đồng nhá. Giờ em bán lừa giá, giờ em bán lừa giá thôi, lừa giá để ai có thể sử dụng được chiếc Cayenne Plan, Cayenne Plan 2018. Chiếc này màu đen, nội thất lâu nhá, đen nội thất lâu rất đẹp luôn. Đó, đầy đủ option là carbon quanh xe, kể cả khoang máy cũng như gầm. Đấy, nội thất hai màu và cửa trời, cốp điện, cửa hít, Sono Sport đầy đủ. Đó, có bằng lừa giá xe mới. Vài trăm triệu thôi, vài trăm triệu, còn lâu mới đến 1 tỷ. Thì mọi người sở hữu được chiếc Range Rover Evoque. Đấy, chiếc xe thể thao hạng sang đường phố của thương hiệu Range Rover đến từ Anh Quốc. Chiếc này là phiên bản Dynamic nha mọi người nhá. Cái bản Dynamic ấy thì nó có dự pha này, đó, có cảm biến quanh xe này, la răng lớn 20 inch này, ghế da là hai màu và là da Lapa nhá. Đồng thời là có sấy ghế. Đấy, 5 chế độ chạy bản Dynamic. Và sản xuất năm 2014 này thì bản Dynamic ấy thì là sẽ phải là hộp số 9 cấp quý anh chị quý nhà ạ. Hộp số 9 cấp. Đó. Có tự động lùi chuồng. Chiếc này thì cửa trời nó cực rộng luôn, vô địch xong các loại cửa sổ trời luôn. Cực rộng. Đó. Và loa túi khí quanh xe luôn. 13 loa 14 túi khí. Chiếc này sản xuất 14, tên tư nhân, biển Hà Nội. Biển vẫn nằm nguyên từ đầu luôn nhá. Đó. Đang được bán mấy trăm triệu, còn lâu mới đến 1 tỷ. Chiếc này là chiếc S450 bản L, sản xuất năm 2017. Bản này bản L thì nó lại thiếu hơn so với bản lắc. Chiếc này thì em đang bán hơn 2 tỷ một xíu. Trên đây là những cái mẫu xe mà bên em đã cập nhật giá mới gửi đến quý anh chị quý nhà. Quý anh chị quý nhà có nhu cầu quan tâm thì để lấy số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp cho bên em theo số 0912669955 của anh Tuấn. Một phương thức nữa đó là qua trực tiếp cửa hàng em ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội gặp em Thuận để giao dịch cho chiếc xe đó. Đó. Xin được cảm ơn quý anh chị quý nhà đã theo dõi video ạ.